trọn vẹn như tấm lòng của cha, ngọt ngào như là vòng tay mẹ. Hòa quyện hương vị yêu thương, tạo nên Tipo bánh trứng caramel. Thơm ngon, giòn rụm. Dành tặng ba. Dành tặng mẹ. Tipo bánh trứng caramel mới, thêm ngọt ngào, thêm yêu thương. Một sản phẩm của Hữu Nghị Phố.